chỉ dối chỉ máy may gia đình. Vấn đề về việc dối chỉ đức chỉ của máy may gia đình. Khi kim máy đi xuống, hiện tại, kim đang may chỉ đỏ. Chỉ màu xanh của bạn nằm trong ổ. Quay 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 khi kim máy tiếp tục quay. Nhìn thấy nó chạm qua thoi của chúng ta. Chạy dọc theo biên của thoi. Sau đó, theo đường thoi quay một vòng. Chúng ta tiếp tục quay xuống. Máy gao. Khi quay tiếp lần nữa, chỉ sẽ bắt đầu ra từ đôi con máy. Bây giờ, sau khi chỉ ra, dọc theo biên thoi tạo thành một vòng chỉ. Hãy đưa sợi chỉ màu xanh này lên trên, tạo thành một mũi kim hoàn chỉnh. Khi chúng ta tạo thành một vòng chỉ ở trên, nếu bạn chọn một loại thoi có một số vết nứt hoặc nhiều vật cản, sẽ dễ dàng gây ra đứt chỉ hoặc rối chỉ. Bây giờ chúng ta cầm trong tay ba loại thoi hai loại đầu đều là đơn đầu đơn tay nhìn thấy chỉ có loại thứ ba có hai đầu phải không vì vậy chúng ta nhất định phải chọn loại có ít vật cản nhất chúng ta loại bỏ cái đầu thứ nhất này đi nó là tệ nhất bởi vì nó có hai tay phía sau khi dây đi qua thoi của chúng ta có thể làm cho dây bị đứt chỉ bằng cách trượt thẳng xuống sau khi loại bỏ cái thoi có hai đầu chúng ta chỉ còn lại hai loại thoi khi vừa rồi chúng ta đã thấy, dây đi qua nơi này và quay một vòng. Sau khi quay xong, chạy qua cái tay này. Vì vậy, tay này càng mượt mà càng tốt. Bây giờ chúng ta có một loại có đầu hình vuông, một loại có đầu hình tròn. Vì vậy, chúng ta nhất định phải chọn loại có đầu hình tròn, không được chọn loại có đầu hình vuông. Đầu hình vuông, trong quá trình sử dụng lâu dài sẽ gây ra vết nứt trên dây và móc dây, dẫn đến tình trạng đứt chỉ và dối chỉ. Chọn lựa thói chất lượng và tốt, có thể giải quyết vấn đề đứt chỉ, dối chỉ trên máy. Vậy nên, hãy ghi nhớ. Khi mua, bạn không mua loại đầu vuông, hai lỗ. Hãy mua loại đầu tròn và có một lỗ. theo dõi tôi để xem thêm nhiều video hay